giờ em đã mở cái máy ra nè, soi cái máy cho bà con mình xem nè, đó, để cho bà con mình biết ha. Máy thì cái này bơm nhớt nó rất là tốt nha. Rồi lại đây đây cả nhà ơi, em Tòng Em Phát chào nhà nha. Trước lời nói đầu tiên cho em xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe ha, ngày làm việc thật hiệu quả và mang lại những gì giá trị nhất trong sống nha. Thì hôm nay em mới về thêm một MV máy Hyundai nha. Xe này thì cực kỳ là đẹp luôn ha. Xe này tải 1,5 tấn, thùng dài 3,8 m nha nhà ơi. Xe có máy lạnh nha. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết tổng thành em xe này để gửi gắm cho anh chị em bà con mình xem nó như thế nào, giá cả ra làm sao ha. Thì lời nói đầu tiên cho em xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha, ngày làm việc mua bán ngày càng thuận lợi hơn và phát triển hơn ha. Và bây giờ em muốn đi chi tiết thì bà con hãy dành ra cho em chút ít thời gian để đi theo dõi hết video của em nha. Rồi ha, như đầu video em đã có giới thiệu thì em xe này đời 2015, em này gương kính chỉnh điện nha cả nhà, máy Hyundai ha, máy số là cực kỳ đỉnh luôn nha, máy số cực kỳ ngon ha. Đó, đăng kiểm mới nha cả nhà, con này mới đăng kiểm ha, đăng kiểm tới cuối tháng 12 năm 2022 nha, 2023. Thùng dài là 3,8 m, thùng 5 bửng mở ha, gương kính chỉnh điện luôn nha cả nhà ơi. Cái này nó có hai dòng ha, một dòng là nó quay tay nha cả nhà. Rồi giờ xe này thì gương kính chỉnh điện, xe này thì có máy lạnh nha, nhưng mà hiện tại máy lạnh chắc đang bị hết ga nha cả nhà, đang bị hết ga nha. Đó, có sao thì em báo vậy ha. Xe thì riêng nguyên bản nha cả nhà, riêng nguyên bản ha. Bà con mình nhìn là bà con mình cũng biết, thì nói chung xe em cũng mới lấy về cho nên là em cũng chưa có lau chùi dọn dẹp cho nên là nhìn nó hơi dơ giấy tí xíu ha, mong bà con xem và thông cảm. Tại vì xe hôm nay về cũng khá nhiều nhưng mà em cũng chưa có thời gian em lên hết video cho cả nhà mình xem nha, cho nên cả nhà mình hãy thông cảm giúp giùm em nha. Đăng kiểm mới nha, con này nói chung bà con mình về học việc là chỉ có việc chạy thôi. Con này thì vỏ sau vỏ trước nó là 650 nha cả nhà, 650/16 nha, mâm 16 ha, vỏ 6 nha, 650/16. Thùng dài là 3,8 m, cao lên là cỡ khoảng 1,6-1,7 m ha. Và vỏ sau em nói là vỏ 550/13 nha, 550/13 là vỏ cao vỏ thấp giống như Kia vậy đó. Con này thì nói chung anh chị em bà con nào mình chở hàng mà nói chung hàng nhẹ, hàng vào rẫy vào rừng á thì lựa chọn em này, tại vì em nói nó thấp ở phía sau á đó. Vỏ thì vỏ to vỏ nhỏ nó rất là thích hợp cho anh chị em bà con mình mua bán ở chợ nè, hoặc là chở hàng hóa nhỏ lẻ thì cứ alo lại cho em ha. Xe này thì không có gì phải bàn hết. Em này đặc biệt là nó có cái mui nước gió nữa, có cái mui nước gió ở trong thùng xe, em tháo ra em bỏ trong á. Em này thì biển Đắk Nông nha cả nhà, biển Đắk Nông, gầm bệ sexy. Em này thì không có gì phải bàn hết nha, thùng sàn thì khỏi phải chê luôn đó. Vỏ lốp rất đều rất đẹp nha, vỏ lốp thì theo em đánh giá thì còn cỡ khoảng 50-60% ha, 50-60%. Cầu đích số rất là ngon nha. Xe này chủ người ta chở hàng rất là nhẹ cho nên người ta cũng không có lên lip lên nhíp nha cả nhà. Còn khung gầm sexy là không có bàn nha, thùng sàn cực kỳ là đẹp luôn đó, khung gầm sexy rất là đẹp nha. Đó, thùng thì thùng 5 bửng mở nha, 5 bửng mở vách inox nha, ở trong là vách ton. Thì em xin báo giá em xe này luôn, em xe này em đang chào bán với giá là 145 triệu nha cả nhà ơi, 145 triệu nha. Chốt cọc liền tay, rinh ngay em nó về với đội của mình nha. Đó, vui đầu đứng. Em xe này thì nói chung là nội thất cabin á, bà con mình ngồi rất là rộng rãi luôn, đi ba người mà có thể là đi xa là rất là rộng rãi luôn nha cả nhà. Xe màu trắng ha, tinh tươm sạch sẽ liền lạc hết. Rồi bây giờ em sẽ lên đầu cabin để đề cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của nó như thế nào ha, để bà con mình biết thực tế ha. Đây ha, tắp bi tắp lô rất là đẹp nha cả nhà. Nó chỉnh gương kính chỉnh điện hết nè, nó vẫn còn lên đè bình thường nha. Nội thất thì nói chung còn dơ, chưa có lau chùi dọn dẹp, dọn dẹp cho nên nó hơi dơ vậy thôi ha, chứ còn nội thất rất là liền và rất là đẹp luôn. Giờ em sẽ nẻo máy cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của em nó như thế nào. Đó, xe này thì dòng này bà con mình nên ra xong nè ha. Em nút tay em bấm nè, đó, nổi lên nút vàng ở trên nè. Đó, bà con mình xong ha. Xong chừng lần hai lần là nổ, em này thì cũng khá là dễ nổ. Bình yếu rồi cả nhà ơi, bình yếu rồi. Em này bị bình hơi yếu, chắc phải sạc. Hồi nãy em đưa ra là em chỉ có xong một phát, một là nó nổ á. Bình này cũng không được mạnh nha.
Đó, nội thất thì rất là đẹp ha. Rồi bây giờ em sẽ đề cho bà con, em sẽ nói hoài cái nó lộn luôn nha cả nhà. Em sẽ mở cái đầu cabin lên để cho bà con mình soi máy móc nó. Đây là nỉ rin nha mọi nha, nỉ rin nguyên bản luôn ha. Còn anh chị em bà con nào muốn lợp 5D 3D lên cho nó sạch xe thì cứ lợp thôi. Đó, rồi giờ em sẽ mở cái đầu cabin lên cho bà con mình xem máy móc nó như thế nào ha. Rồi ha, giờ em sẽ quay cái phần thùng sàn cho cả nhà mình xem nè. Đó, để cho cả nhà mình hiểu rõ hơn về cái phần thùng sàn của em nó. Xe này thì cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Nói chung là em giá là 145 triệu nha. Đó, 145 triệu chốt cọc liền tay trên ngay em nó về với đội của mình nha cả nhà ơi. Xe cực kỳ đẹp chưa, cả nhà mình thấy có liền lạc hay không thì bà con hãy cho thêm em ý kiến ha. Để em nếu mà con cảm thấy em nổ em xạo thì bà con mình cho em thêm ý kiến để em chủ động em biết về cái cách mà giới thiệu xe hơn, để lần sau em có giới thiệu bà con mình thì chính xác hơn chút nữa nha. Đó, xe này thì có mui lướt gió, nhưng mà cái mui lướt gió này em thấy nó bị sức mẻ bên kia đó cả nhà. Đó, cả nhà mình để ý thấy không? Đó, thì em thấy nó không có đẹp đẹp cho nên em bỏ xuống. Thì mui đi theo xe thì em cho theo xe thôi, chứ em lấy lại cũng không có được, cũng không có làm gì. Thì nói chung chiếc xe thì tổng quan chi tiết thì em xe nó như vậy. Rồi bây giờ em sẽ lên em đề cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của em nó, coi thử máy móc em nó như thế nào. Đó, giá là 145 triệu ha. Cả nhà quan tâm cứ alo lại cho Tổng An Phát nha, qua số hotline của em số 0988 454 318 nha cả nhà. Và bây giờ em sẽ lên đề trên cabin cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy và soi cái máy cho cả nhà mình xem luôn nha. Rồi ha, giờ em đã mở cái máy lên nè, soi cái máy cho bà con mình xem nè. Đó, để cho bà con mình biết ha. Máy thì cái này bơm vớt nó rất là tốt cả nhà. Bơm vớt em nó rất là tốt ha, cho nên là nó văng vớt ra ngoài nè. Đó, văng vớt ra ngoài nè cả nhà. Còn máy số em này, nếu mà em này bà con nào mình tới mình test xe là khỏi phải chê nha. Máy này là chưa có chạm có ốc nào luôn nha cả nhà. Máy còn riêng nguyên bản nha, chưa làm luôn nha, còn khá là dơ nè. Máy này chưa có đụng chạm gì hết nha nhà ơi, máy chưa làm gì hết nha, rất là ok luôn. Máy chưa làm ha, cái bơm nhớt của em nó khá là tốt nha cả nhà. Những cái con xe nào á mà bà con mình mở lên thấy nó xì nhớt như thế này là cái bơm nhớt của nó rất là tốt nha. Máy số cực kỳ ok nha. Em xe này thì bà con mình có thể là chạy cỡ khoảng tầm 2 tấn rưỡi đổ về rất là ok. Tải cho phép của em nó là 1 tấn rưỡi nha cả nhà ơi, tải cho phép em nó là 1 tấn rưỡi ha. Bà con mình có thể là chạy, nếu bà con mình cố sức thì có thể là chạy tầm 2 tấn rưỡi đến 3 tấn quay đầu ha, là khá là ok, và chạy đường xa cũng khá là ok ha. Máy rin nhưng mà rin còn ngon nha cả nhà. Chứ còn bà con nếu mà cái đời này bà con mình có làm máy rồi cũng không sao đâu nha. Mấy xe này thì có làm máy rồi cũng sao, nhưng mà làm thật là đúng bài và làm bài bản nha. Còn mà làm kiểu như là làm cho có, làm cho xong là mở đi rỡ lại là cái máy của nó rất là nhão nha cả nhà. Cho nên là bà con mình cần, thực sự cần một cái rin á, nhưng mà phải chất lượng nha. Chứ còn rin mà không chất lượng thì cũng bằng con số 0 nha. Cho nên bà con mình hãy chú ý cái việc mà rin hay không rin nha. Rồi, đó là tổng quan chi tiết em xe này. Thì cả nhà mình quan tâm thì cứ alo lại cho Tổng An Phát qua số hotline của em nha, số 0988 454 318 nha cả nhà ơi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha.